Mình xin chào tất cả các bạn, các quý vị nha. Trong vòng ngày nước hôm nay mình có đi công việc về khu vực tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thì mình đến đây mình thấy rất là đẹp. Mình xin chia sẻ nha. Hôm nay là ngày 11 tháng 2 2022. Khu tái định cư ngày xưa ở đây là nó là cao su không các bạn ơi. Sân bay Long Thành thì ở phía trước chúng ta qua vườn cao su này khoảng 3 cây số. Ở đây là khu tái định cư trông rất là đẹp. Hôm nay mình có cơ hội mình sẽ review cái khu vực này cho tất cả các bạn biết. Khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành ha. Khu vực này là thuộc xã Bình Sơn. Xã Bình Sơn thì đây mình sẽ đi đảo quanh khu vực này coi bà con khu tái định cư này phát triển như thế nào ha. Và mùa xuân năm mới bà con sống ra sao. Thì coi diện mạo khu vực và khu tái định cư rất là đẹp các bạn ơi. Đường nó rất là rộng. Lần đầu tiên mình mới xuống dưới đây mình mới biết khu tái định cư. Hôm nay mình xuống mình thăm người nhà của mình ở dưới Bình Sơn. Thì chạy qua bên này thấy đẹp quá. Quay cho các bạn xem ha. Thật sự là khu này cực đẹp, rộng rãi luôn. Bà con đang xây dựng rất là nhiều. Điện nước âm, đường rộng thanh thang. Thì mình sẽ đi đảo quanh những cái tuyến đường này cho tất cả các bạn cùng xem ha. Hồi nãy là mình có vô cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Long Thành á, là có khởi công rồi các bạn. Ở ngay đường 770 Hương Lộ 10 cũ, cách đường 769 và 1 km là sẽ thấy các kỹ sư đang thi công công trình. Rất là đẹp luôn. Cái vỉa hè này nó phải tới 8-9 mét đấy các bạn. Bà con xây dựng nhà cửa rộng rãi đẹp thanh thang luôn. Đây mình sẽ đảo qua cái hẻm này coi cho các bạn cùng xem ha. Cực kỳ đẹp. Nhà bắt đầu là buôn bán về đây tấp lập rồi. Kinh doanh phục vụ những cái thiết yếu ở đây thì rất là tốt á. Các kiến trúc, văn phòng kiến trúc sư thiết kế cho bà con ở quê tái định cư. Khu phố này rất là rộng, đường rộng thanh thang, thật sự là tuyệt vời luôn các bạn, quá là tuyệt vời. Thì bên kia là cái gì ta, mình họ chắc họ đang xây dựng những ủy ban. Đây nó có tên đường nữa là đường 39 à, thì mình cứ xem coi nào. Tuyến đường này, trong cái đường này thì nhỏ hơn một tí. Năm ngoái mình có xuống dưới đây thì đầu năm thì cũng lác đác có vài nhà xây thôi. Nhưng mà đầu năm nay thì mình đi thì bà con về đây xây dựng rất là tốc độ. Tuyệt vời luôn này các bạn. Bà con xây dựng rất là nhiều. Nhà nào nhà đấy cũng rất là đẹp luôn. Ở đây mà phục vụ buôn bán kinh doanh cho bà con ở quê dân cư chỗ này thì rất là tuyệt vời. Cũng rất là mừng cho bà con quê hương huyện Long Thành, khu tái định cư bù đắp lại cho những ngày xưa đã bao nhiêu năm vất vả chờ đợi. Khi sân bay Long Thành cất cánh thì bà con đã được hưởng những cái điều tốt đẹp nhất.
bên kia là khu trung tâm hành chính, nhưng mà họ đang xây thì cũng chưa biết là khu đó là khu gì, không biết khu đó là khu tên gì nữa các bạn. Thôi thì mình lại quay vào đây đi ha. Cái này nếu như mà chúng ta mà đến cuối năm nữa thì chúng ta sẽ nhìn bộ mặt diện mạo ở đây nó trở một như một phường, như một thành phố, một trong những cái khu dân cư hiện đại. Tất cả đây là điện âm và đây là đèn đường rất là cao. Các bạn nhìn thấy không? Không có thấy một cây cột điện nào luôn, tất cả là điện âm nha các bạn. Tuyệt vời. Nếu mà đi thì để quay chỗ này thì chúng ta phải mất hết 3 tiếng đồng hồ mới quay hết cái diện mạo của 200 gần 300 hecta khu tái định cư khu vực này mà bà con đang xây dựng. Thì mình sẽ dành thời gian mình chỉ quay một ít nữa chia sẻ cho tất cả các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên này xem khu bên này là khu gì ha. Hồi nãy giờ có một số công trình và khu vực này thì cũng chưa có bảng hiệu. Thì bên này cũng đã xong rồi kìa. Thì chúng ta thử đến nó xem coi bên đó là hình ảnh những ngôi nhà gì mà sao mà trông đẹp thế. Khu hành chính rồi chợ rồi trường học. Hiện bây giờ cũng đang là xây dựng, cũng đang tương đối là chắc năm nay là vào hoàn thiện hết đây này. Đẹp lắm các quý vị ạ. Đường rất là đẹp luôn. À, bên này là nhà thờ. Nhà thờ nha các bạn. Đây là các chuông kìa. Và Noel năm nay là dân cư giáo xứ ở đây đã đón Noel rồi, giáo xứ Thành Đức. Đó, giáo xứ Thành Đức các bạn, tại khu tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành nha. Mình sẽ đảo quanh những cái con đường mới để chúng ta cùng tìm hiểu tới khu tái định cư quê hương Long Thành, khu dân cư phát triển. À, đây là cổng nhà thờ nè, nhà chung giáo xứ Thành Đức. Phía xa của chúng ta là dân cư xây tấp lập luôn, thật sự là quá là đẹp luôn các bạn. Đường N30. Cái này trông xây đẹp thế nhỉ? Đường N29. Mình đi tìm cái cổng để mình quay cho có cái khu này là khu gì? Khu nhà này là trường mầm non hay là hành chính hay là thể thao văn hóa, thể dục gì đấy ha? Chúng ta sẽ qua bên kia coi là cái cổng nó là cái cổng gì ha. Đẹp lắm. Xây dựng bà con ở đây, những các bác xây dựng công trình, các kỹ sư về đây thì khỏi suy nghĩ luôn, việc làm rất là nhiều. Chúng ta xem đây là cái cổng đây. Mình chưa biết, vẫn chưa có tên. Đây là có khả năng đây là trường học các bạn ạ. Rất là đẹp. Đây là trường học mầm non thì phải.
Thôi thì chúng ta cứ tìm hiểu như thế nào thì chúng ta cứ khảo sát ha, để mình biết, để chia sẻ cho tất cả mọi người, cộng đồng trên thế giới biết tới. Đây nữa là có cổng, đây nữa này các bạn, cổng giáo xứ Thành Đức này rất là nhiều cổng mà nằm bốn mặt tiền luôn, bốn mặt tiền. Để mà quay một cái thời gian mà các bạn mà coi nó khoảng 20 phút thì cũng không đi hết được đâu, bởi vì rất là nhiều tuyến đường các đấu nối với nhau trông rất là hiện đại. Điện thì nước âm hết, phải nói là một trong những khu vực hiện đại bậc nhất của đất nước của chúng ta. Quy hoạch khu tái định cư sân bay cảng hàng không quốc tế Long Thành này và sân bay quốc tế Long Thành này cũng đã có gần 20 năm nay rồi, nhưng mà bây giờ với xong đấy các bạn, vừa rồi là mùng 2 tháng 2 2022 là đã Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm lễ khởi công, các doanh nghiệp đấu thầu đã được vào khai thác rồi. Đây hội đồng Ủy ban Nhân dân xã Lộc An, đây là Ủy ban Nhân dân xã Lộc An rồi các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Thì chúng ta sẽ chạy ra tuyến đường song song với đường 769 này coi như thế nào. Quá xuất sắc. Nếu mà có cơ hội thì ở đây thì là tuyệt vời. Một khu dân cư rất hiện đại và cao cấp, đẹp nhất của đất nước Việt của chúng ta. Nếu mà các bạn mà về đây mà ở, hoặc là những người hộ dân ở đây mà kinh doanh thì rất là phù hợp, cung cấp các bán hàng, cung cấp các thiết yếu, bệnh viện, rồi ăn uống, buôn bán nhỏ lẻ, siêu thị, điện máy nhỏ nhỏ thì cũng rất là phù hợp luôn trong thời điểm này. Bà con cũng rất là phấn khởi được về những cái khu vực ở hiện đại bậc nhất, dân cư đông nhất. Mà ở đây các bạn cũng biết đây là xóm luôn, những người ở đây được tái định cư là những người làng ở đây hết, họ có cơ hội được gặp gỡ và ở lại một cái khu vực tầm cao hơn như những cái nơi đô thị khác. Và tương lai còn sáng nữa các bạn ạ. Tương lai của khu vực này còn tốt đẹp nhiều nữa trong nhiều thế kỷ kế tiếp. Ở kế bên khu tái định cư sân bay cảng hàng không quốc tế Long Thành nó cũng có một cái dự án khu trung tâm thương mại và một công ty tập đoàn ngoài Hà Nội cũng giáp với khu tái định cư này, thì sau này nó cũng trở thành cái khu phố hiện đại bậc nhất, các dịch vụ cao cấp cũng như nơi văn phòng trưng bày các mặt hàng, các loại sản phẩm của thế giới sẽ đặt tại trung tâm ở đây, vì ở đây là nó là cảng hàng không quốc tế Long Thành mang tầm cỡ của thế giới rồi, thì tất cả những cái sản phẩm mà được trưng bày tại nơi này là cũng rất là phù hợp cho tất cả các nước để tìm hiểu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng. Và bây giờ chúng ta sẽ qua bên kia, chúng ta sẽ xem ngôi nhà
khu vực bên đấy là ngôi nhà gì mà trông nó rất là giống như Walt Disney vậy các bạn. Không biết đó là tên gì đây ha. Chúng ta thử xem coi nào. Chúng ta thử qua đấy ha. Nếu mình chạy trái đường à, mà đâu có sao đâu nhỉ. Xe không có mà. Chúng ta sẽ xem. Đây là giống như là một khu vui chơi giải trí hoặc là nhà văn hóa gì đấy nhỉ, đúng không các bạn? Đường N42. Ôi đẹp thế. Nhìn trông nó rất là sinh động. Rất là sinh động các bạn. Khả năng đây là nhà văn hóa, thể dục thể thao. Mình đoán vậy thôi nha các bạn. Mình đang cố mình tìm cái bảng hiệu của cái khu vực này nhưng mà chưa có tên. Vậy thì thôi mình vành ra đi ha, khi nào có tên thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn. Xa xa trong khi có cái bảng đỏ đỏ nhưng mà không biết là nó tên gì, không biết đọc có thấy rõ không. Công trường đang thi công. Bên này giống như là bên khu vực hành chính đó các bạn. Phía trước chúng ta là đường 769. Chúng ta sẽ chạy qua bên này đi. Chúng ta sẽ coi. Cũng có cơ hội để chúng ta ngắm nghía những ngôi nhà nhiều kiến trúc khác nhau. Đẹp. Cũng là một cơ hội để chúng ta có cơ hội để khi xây dựng nhà cửa của chúng ta thì chúng ta sẽ có những ngôi nhà mơ ước. Ôi quá đẹp. Đây là kiến trúc mà chỗ này mà mở quán cà phê đúng tuyệt vời luôn, đúng ngã tư, quá đẹp luôn, quá đẹp, thật sự là quá đẹp. Những ngôi nhà phố, nhà mái thái trông rất là dễ thương. Thật sự là trông rất dễ thương. Đây, chúng ta sẽ đặt vào đây con này. Đường N54. Mấy cây trên vỉa hè này á là cây dầu nha các bạn. Wow, nơi này mà bán những cái dịch vụ ăn uống giải khát thì thôi rồi, quá tuyệt vời luôn. Đường này đang song hành với đường 769 nha các bạn. Sân bay quốc tế Long Thành là bờ bên qua vườn cao su đó là 3 cây số. Ở đây là có điều đặc biệt là chính phủ là không cho cán bộ mua đất ở đây, không được va chạm kinh doanh mua bán bất động sản tại khu vực này, để cho bà con được tự nhiên và được hưởng những cái điều tốt đẹp nhất. Đó, đây là quán ăn này. Chúng ta có cơ hội vào đây, tí nữa chúng ta sẽ vào đây sẽ thưởng thức ẩm thực của quán ha.
có một số những nhà được cấp đất ở đây thì không có nhu cầu nữa vì con cái ở xa, họ có thể bán lại một số nền thôi. Nhưng ở đây là hoàn toàn là các cán bộ liên quan ở huyện Long Thành là không được mua bán, giới thiệu bất động sản tại khu vực này. Đó là vấn đề an ninh thứ nhất. Còn khu vực này là khu vực được cấp đất cho bà con quê hương được bao năm vất vả, từ cái khó khăn chờ đợi, nay đã là trở thành một khu đô thị mới, khu tái định cư của cả hàng không quốc tế Long Thành, sân bay. Như thế thì chúng ta cũng nên giữ lại những cái mảnh đất thừa hưởng của cha ông của chúng ta được suốt cái suốt đất như thế này. Quá là đẹp. Và mình cũng xin cảm ơn các bạn nha đã theo dõi cái video của mình. Thì bạn nào mới biết kênh Tay Lo thì cho mình một like về khu vực huyện Long Thành, khu tái định cư. Anh chị em nào quý mến nữa thì cho em một cái xúc nhang đăng ký kênh của em. Ngoài ra còn video nào mới nữa của khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành thì em sẽ chia sẻ cho tất cả các quý vị biết tới khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành, khu tái định cư sân bay Long Thành thuộc tỉnh Đồng Nai ha. Giờ đây em xin chân thành cảm ơn, xin kính chúc cho tất cả các quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc. Hẹn video kế tiếp. Goodbye.